Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Gia đình Corner. Hôm nay mình và chị mình sẽ đến nhà cô Nguyệt để làm món bánh bông lan phô mai trứng muối chà bông. Nào, mời mọi người cùng theo chân mình để làm bánh nha. Nếu mọi người thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký để kênh mình cùng phát triển nha. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào mọi người. Bây giờ mình qua nhà cô Nguyệt. Chào cô. Nguyệt. Đây, chủ. Cô Nguyệt nấu ăn làm bánh giỏi lắm. Bây giờ mình qua học hỏi. Cô có để cái kia ra hấp sẵn rồi không sao? Hấp sẵn rồi. Đây con lấy ra hồi sáng. Đây là trứng muối nhà làm. Trứng vịt muối. Hôm nay mình làm bánh bông lan trứng trứng muối trà bông. Tại vì đúng ra thì cô cũng không phải là chuyên nghiệp gì. Cô thích làm bánh thì cô làm, thì cô chia sẻ lại cho Hạnh học để Hạnh làm thôi. Còn đây là ok, cô chuẩn bị những thứ ở đây sẵn rồi. Mình có cần để recipe ra không? Có không? Tùy theo cô. Ok. Thì bây giờ biết tại sao không? Cái cream mà trứng muối sốt này nè, mình phải làm trước để bỏ tủ lạnh nó cho nó cứng. Nếu mà mình làm bây giờ đó, mình nó lỏng, mình không có kịp cứng để mình bỏ vô tủ lạnh. Dạ. Thành ra là cô để vô trong, cô để vô trong tủ lạnh đó. Thành ra là chút nữa nếu mình muốn cái làm, mình muốn học thì mình làm một cái lườn nhỏ để mình coi cách làm. Học thời thì chính sao cũng được. Ok, thì bây giờ á, bông lan trứng muối thì nó có trứng. Nó có bột. Nó có dầu ăn. Nó có đường. Để cô lấy sữa. Tại vì cô lườn qua đây sẵn. Nó có đường. Ok, đường, bột, trứng, dầu ăn, vanilla và trứng muối, bây giờ trà bông. Trà bông đây, để sẵn ở đây luôn. Ok, trà bông, trứng muối. Đúng ra ở bên Mỹ mình cái cũng không có làm cái món này nhiều. Ở trong mấy cái cửa hàng nó không có bán. Thì cô thấy ở bên Việt Nam người ta đưa lên thì cô làm thử. Thì thấy cũng ok, ăn cho nó lạ vậy thôi. Ok, bây giờ mình bắt đầu cái công thức này, nó có 6 trứng. À, 65ml sữa và 65ml dầu ăn. Một trăm gram đường. Đó. Rồi một thì cái công thức này mình đánh lòng trắng riêng và lòng đỏ riêng, mình tách ra lòng đỏ thì với lại trứng, trứng lòng đỏ với lại sữa, dầu, và còn lòng trắng trứng thì đường. Mình đánh với lại mấy bột. Mình đánh mấy nhỏ hay mấy lớn? Mấy nhỏ ok hả? Mấy nhỏ. Tại vì cái này nó cũng một cái lượng nó không có nhiều đó. Mình xài mấy nhỏ ok. Ok, bây giờ mình tách lòng ra. Bên đây lòng đỏ, bên đây lòng trứng, 6 trứng. Một cái lượng là 6 trứng. Cái này mình để đây đi, mình chưa có xài tới. Cái này để lòng trắng hay lòng đỏ không? Cái này lòng đỏ, cái lòng trắng bên này. Đây, con lấy cái lòng trắng chứ. Rồi bây giờ cô sẽ cân 100 gram bột. Hello con.
My granddaughter. Ê, bỏ nó ra đi rồi. Nhớ là lòng trắng, đừng có để lòng đỏ dính vô nha. Lòng đỏ thì có dính không sao, nhưng mà cái lòng trắng là phải lòng trắng không thôi. Dạ, không có dính vô. Nó dính lòng đỏ vô nó sẽ không có đứng. Nó đập từ từ, đập từ từ, đập từ từ. Cái này trứng này là phải để room temperature. Room temperature cũng được. Hồi nãy cô lấy ra tối hôm qua. Rồi cái đây là phần lòng trắng, đây là phần lòng đỏ. Lòng trắng, lòng đỏ mình sẽ làm trước. Cô lấy cái rây. Đây là 65ml dầu ăn. Mình sẽ bỏ vào đây. Bỏ vào lòng đỏ. 65ml sữa. Sữa không đường. Sữa tươi không đường. Sữa tươi không đường. Bây giờ cô sẽ bỏ bột. Vậy cô cần 100g bột nha. Mình xài cái bột flour, cake flour. Nếu bột mà làm mình bánh. Không có cake flour mình xài bột mình gì xài đó. Mình nếu không có cake flour, mình xài bột mì đa dụng á, thì mình sẽ cộng thêm thí dụ 100g bột mì đa dụng thì mình lấy 90g bột mì đa dụng và 10g bột bắp mình trộn vô. Thì bây giờ cô cân cái này là vậy. Ok. Bột mì, bột cake flour thì nó mịn. Dạ, yeah, nó mịn, nó mềm. Mình rây vô đây luôn. Ôi đánh chung lượt luôn hả cô? Rây, dạ. Yeah. Rây vô đây luôn. Đó, ok. Rồi. Bỏ một muỗng cà phê vanilla. Teaspoon. Half tablespoon. Đây. Teaspoon. Một teaspoon. Yeah. Ok. Một thì bây giờ cái này nữa thì con cô làm hai cái. Vanilla cho nó thơm. Rồi bây giờ hạnh dùng cái phới lòng này quậy cho nó. Đánh nhẹ thôi cô. À ha. Không cần nhẹ đâu, quậy cho nó tan ra. Cho nó mix. Cho nó mix hết cái bột á, cho nó mix hết cái bột vậy. Bánh bông lan này thấy kì. Này với cái cream tarta này để đến một lòng trắng.
mình cứ dành đây một lát mình đựng cái lượng sau. Rồi chưa? Rồi, không cần đánh nhiều. Miễn sao cho nó cái bột cho nó đều hết là được rồi. Rồi để qua một bên. Rồi, giờ mình để qua một bên. Rồi bây giờ mình đánh trắng trứng. Phần lòng trắng trứng thì có 100g đường và một cái teaspoon cream of tartar. Cái cream này nó giúp cho cái lòng trắng mình nó đứng, nó cứng, nó không có bị vữa. Nếu mà mình không có cái này thì mình xài chanh. Ở Việt Nam người ta không có, ở Việt Nam người ta khó mua cái này, người ta xài chanh. Nhưng mà bên này mình có cái này thì nó đứng nó tốt hơn. Đứng được không? Đứng ok phải không? Ok, đánh số 2. Số 2 chứ? Được rồi. Quên cái bật lọt. Rồi bây giờ nó có bọt rồi đó. Bây giờ mình cho cái này vô. Tắt để cho vô. Đó, thấy nó nổi bọt này lên rồi. Thì mình mới cho một cái teaspoon. Đây là một teaspoon nè. Một muỗng cà phê. Một muỗng cà phê. Teaspoon là một muỗng cà phê. Teaspoon là một muỗng cà phê. Đánh luôn hả cô? Rồi đánh nhẹ nhẹ, đánh nhỏ. Đánh nhẹ. Cô bắt cái lò cho cô quên. Rồi. Nướng 350 độ. Trong khi mình đánh cái này đó thì mình reheat cái lò 350 độ. 350 độ F. Ôi nó nổi bọt ra nhiều. Rồi giờ mình bắt đầu mình cho đường. Cho nó lên luôn không ta? Được rồi, phải được. Cho đường vô từ từ. Cho từ từ, mỗi lần một muỗng. Hả? Nói chuyện không làm bánh bông lan chứ không có thành công. Để vô đây mắt con. Rồi, từ từ, từ từ rồi bỏ ra thêm. Cho thêm mắt nữa. Đó, được, đó, được. Khâu nướng bánh mới quan trọng đó. Ăn thua cái lò, ăn thua cái nhiệt độ của lò nữa. Thành ra mình nướng cái lò của mình phải ăn ý, biết cái lò của mình nó như thế nào. Nhiều khi lần đầu, nhiều khi mình không có thành công tốt đẹp thì mình try thêm. Đó, nó mịn rồi phải không? Khi có cái máy này nên nghe không có rõ rồi phải không? Nó át cái tiếng đi. Nó át cái tiếng đi đó. Đợi cái lòng.
và đường nó tao hơn. Rồi. Cho nó chiếc cỏ trong này đi. Chuẩn bị dắt khuôn luôn. Mịn nha không? Mịn không? Đó, mịn đó. Đây là đánh tới mịn nó mới thành công nha. Dạ. Yeah. Nó bông mà nó đứng. Cho nó cứng lên. Như là đánh số 2 được, không phải cầm đánh số 3 hả con? Ừ, chút nữa, thì làm gần được á. Mình muốn cho nó đứng cứng lên, mình đánh số 3. Số 3 chút xíu thôi. Trên 56 là nó lên cái công thức này bánh nó không có ngọt, nó vừa không có ngọt. Bánh tô mì ngon là cái đó đó, tô mì chanh nó không có ngọt lắm. Tại vì ở bên này mình giờ cũng đâu có thích ăn ngọt đâu. Không có thích ăn ngọt như bánh mì. Và cho lên một chút. Thẳng lên chút xíu cho ba. Lúc mà bông này hết. Quậy đó, quậy lên cái chân này, có thể nghiêng nghiêng cái này đó, nghiêng nghiêng lại cho cái này nó vô. Thấy bắt đầu nó có mấy gợn gợn không? Nó có gợn gợn là bắt đầu nó hơi đặc, đó nó phải gợn gợn, đó. Đó, nó gợn gợn như vậy nó mới đặc nha. Nó gợn như gợn tóc đó. Đó, để cho nó thử. Xoay thôi, xoay cái ấy không có sao, cái xoay xoay thôi. Sao biết được sắp được không? Từ từ.
Mình sẽ thử. Nhưng mà cô thấy là chưa đâu. Chút xíu nữa. Bây giờ muốn biết á, muốn thử á, ok. Bây giờ muốn thử coi nó được chưa đó, là mình lép cái này lên. Mình thấy cái này nó còn quẹo quẹo nè, nó chưa có được, chưa được thẳng lắm, thấy không? À. Cũng sắp sắp rồi đó, nó hơi quẹo quẹo. Cho cái đầu này nó hơi đứng đứng lên chút là được, đánh chút xíu rồi là ok. Xong thì bỏ tài á. Cái này xài kiếp kịch ép xíu hơn cơ hả? Đó thì tại vì đó, đúng rồi, hồi sau cô ngồi cô làm không à, tôi để dưới đất cô ngồi. Mà để lên trên này rồi đó. Muốn làm, lấy cái đó để lên trên này cũng được. Nếu mà ai làm cái điện tính á, làm cái máy. Với lại nếu người họ làm bán, họ làm chuyên nghiệp, họ làm bán thì họ xài mấy máy lớn. Mình phải canh cái này nè, mình nó để cho nó cứng. Nó mềm quá thì nó chảy cái bột đỏ này, cái lòng đỏ nếu mà nó cứng quá thì bánh nó sẽ khô. Thành ra là canh. Yeah. Ai cái bột của cô. Con nghĩ chắc được rồi đó. Được rồi cô. Là cái chóp. Nên nó đứng nó cứng, nó cứng và nó mềm rồi đó. Ok. Rồi. Cho bánh này, để bánh này. Đâu cái cần xài này nữa được không? À, không, mình còn đánh, mình làm mấy ổ mà, làm ăn mà. Sẵn làm luôn biết không? Rồi bây giờ mình sẽ múc 1/3 cái lòng trắng này. Mình bỏ vào đây. Mình trộn lên. Trộn cho cái lòng trắng, cái lòng đỏ nó hòa quyện với nhau đó. Mà nó không có bị chảy vữa lỏng là nó ok. Rồi, rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần lòng đỏ này nó qua bên cái phía lòng trắng này. Vậy là mình để 1/3 lòng trắng vô cái lòng đỏ trước. Rồi xong rồi mình phải cho đều, mình mới để cái lòng đỏ, lòng trắng trộn chung nhau vô cái lòng trắng. Ngày xưa ở Việt Nam mình đó là không có tách lòng đỏ lòng trắng, đánh biết không? Đánh chung hết, đánh trứng cái đường, xong rồi cái mới rây bột vô để mới nướng. Cái đó là cái công, cái đó là cái công thức truyền thống lâu, ngày xưa lâu rồi. Mình kêu là bà bánh bông lan truyền thống. Đó. Cái loại mà dưới quê con đánh bằng cái cối mà cái đó. Đó đó. Ngày xưa nhanh. Nhưng mà thường thường Tết á đánh mà hụt vịt. Đúng rồi, ở Việt Nam. Làm hụt vịt. Tại vì ở Việt Nam mà hụt vịt nó rẻ hơn hụt gà. Hụt gà mắc lắm. Đó. Nó nhiều hơn cái hụt vịt. Trong khi bên này mình hụt vịt lại mắc hơn gà. Mà không có nữa. Ở đây hụt vịt mắc lắm.
mắt mà không mà có nữa, hiếm á. Ủa chứ hột trắng không phải là hột vịt, là hột gà. Hột gà. Hột gà là hột gà mà nó có nhiều loại gà. Gà công nghiệp thì nó trắng. Thành thử muốn làm vịt muối rồi gì là khó lắm, phải kiếm. Năm nay con cũng không có hỏi bà Jenny luôn. Không có kia. Cô thấy bây giờ có nhiều người ta cũng lấy lòng lòng đỏ trứng gà họ làm đó. Nhưng mà cái màu không đẹp bằng. Nó không có bùi, nó không có bùi bằng hột vịt. Đều được phải không? Vậy là được cái đó thôi cơ. Đều rồi đó. Ta bỏ vô đây lại. Thì cái khuôn này là cô làm cái giấy này là wax paper đó, chống dính đó. Sau của con để cái này ở dưới mà cái con nướng khúc kia gì cái giấy nó cứng lên rồi con. Hạnh xịt một chút ấy ở dưới nè, nó cho nó dính lại thấy không? Cho nó khỏi lồng thùng lồng thùng á. Cái giấy nó không có bị cứng. Xịt cho nó nằm xuống cho nó khỏi phùng phùng lên cho mình dễ. Hồi xưa ở Việt Nam cô đâu có mấy cái giấy này, thì cô lấy dầu hay là mỡ margarine á, trét lên xong rồi rắc một lớp bột lên. Là ngày xưa là ở Việt Nam làm bánh là chứ đâu có giấy này. Nói đúng ra thì qua thì cũng mò mẫm, cũng coi này coi kia để mà chứ bên đây làm nó đâu có giống như bên Việt Nam đâu. Bây giờ mình dàn đều nó ra cho nó vô bốn cái góc này. Cái bánh này cuộn thành thử để làm cho nó mỏng. Dạ đúng, bánh này bánh cuộn, anh cái khuôn thấp. Đúng là bánh cuộn ăn nó dễ, nó không có ớn bằng bánh bông lan cao mà nó cũng mềm, nó xốp hơn. Bánh bông lan cao nhiều khi nó dày quá đó. Ồ, cuộn giống như cái bánh mua ở tiệm cái gì Tour de jour. Bữa con mua trời ơi mấy chục, bốn chục hay hai chục gì hơn hai chục. Cái bánh hôm bữa mà nó cũng nhỏ đâu có bự phải không? Mà ăn tại vì lát ăn thử cái này thấy cũng không thua gì Tour de jour đâu. Đó là bánh của cô Nguyễn mẹ. Ok đây mấy thịt cô Nguyễn làm đó, hình giống như là cái khúc cây Hôm trước làm bánh birthday cái cô cũng còn dư cái kem bơ mà mocha đó. Cô có lấy ra kìa. Lát nữa. Cái này là lại đây làm phiên của Nguyệt. Cô nói chứ lâu lâu làm cũng thèm lắm, cũng thèm ăn mà tại vì nhiều khi làm có một mình á rồi làm biến làm. Rồi. Phép cái này cho nó láng á. Đó, cho nó láng lát nữa. Hy vọng là lát nó cái da bánh nó không có bị tróc. Chắc là sao cơ? Nó có một cái lớp ở trên mặt ở trên này. Có nhiều khi nó dính vô trong cái kia. Bây giờ cô đập cho nó. Bể bọt khí. Rồi. Giờ cái lò đã đủ 350 độ rồi đó. Trước khi làm là phải preheat khoảng 15 phút trước. Trong khi mình đánh đó là mình preheat cái lò cho nó nóng trước. Rồi mình nướng ở cái rãnh thứ nhì từ dưới đếm lên nè. Không thấy không? Đó. Cái rãnh thứ nhì. Từ dưới đếm lên. Ok. Nướng trong vòng 20 phút.
Đó là cô để đèn. Rồi bây giờ nhiêu? 12:20. Thơm. Thơm. Trong nó vàng hơn ngoài á. Cũng vì lò phải xay cái bánh cho nó đều. Nha. Nó còn một phút mấy thơm. Ôi đẹp rồi nè. Đẹp rồi phải không? Đó, đẹp đều rồi đó. Vàng như vậy được rồi đó. Con nghĩ là nó không có bị ok, không có bị khét đâu. Cái này cái bọc tay vô sợ nó nóng. Mình gõ cho nó tróc ở phía dưới á. Nhưng mà nó cũng tróc ra nè không? Cái giấy này nó hồi nay nước nó thấy nó phồng hai bên, nó trũng bây giờ đen cá nó đều hết. Nó ok rồi phải không? Nó đều hết rồi nó. Mình lấy cái giấy này ra nè. Quạt. Không biết người ta biết cái chữ này. Đó, tại cái dưới này nè. Cho nó khỏi nó bám cái hơi. Nó nguội, nó không có bị. Cái hơi nó không có. Cái hơi nó bám thì nó ẩm. Một lát nó tróc cái này. Ủa mình cuộn là mình cuộn cái này ở trong hay là cái kia? Cái này sẽ ra ngoài. Ồ, cái mặt trên ra ngoài. À hả. Để cô lấy cái... Cô lấy cái này ra. Đó. Tại cái khuôn nó còn nóng á. Mình lấy ra cái kia. Cho nó nguội. Nó dở cái này lên nè. Dạ. Hy vọng đừng tróc mặt. Hy vọng đẹp. Dưới này cho nó mũi trên này nè, để lát mình ụp xuống đây. À hả. Ồ, còn nếu mà không nguội cái ụp á, cái bánh cái này nó dính vào đây đó. À, mà vậy đó, mình sợ nó dính vào đây nên mình cho nó nguội á, nguội trên này một chút. Nếu mà mình thay dầu thì được không cô? Không. Không nghĩ. Cái này nó hơi. Lát mình sẽ cắt cái này đi một chút cho nó mềm cái bên hông đó. Mình cuộn cho nó dễ. Ăn thua cái này nó nguội nè. Tại cái này nó cứng nè cô. Ờ, cái này nó nguội. Mặt trên này nè, cho nó ngủ trên này nè. Mình cần cái trên này cho nó ngủ á. Xong này con úp cái giấy này lên, còn mình lật nó lại. Còn nếu mà hành cuộn giấy, cuộn khăn á, lát mình làm cái khăn. Mình để khăn ở dưới, mình úp xuống luôn. Thì mình sẽ rô nó. Kệ mình thử nhiều cách, yeah. Coi cách nào mà mình... Thường thường con thấy người ta kia bằng khăn hơn đó cô hả? Nó dễ. Không, bên này họ xài này không à? Bên này họ xài này không à? Khăn là họ xài giấy này không á? Nghĩ họ xài giấy. Tại vì xài xong rồi bỏ. Thấy không?
tôi cho đây cho nó nguội dưới, cái này nó giữ ẩm mà. Ha. Cái này nó giữ ẩm mà. Ha. Cho nó mau nguội. Hay là có cái tờ giấy thì nó cũng bị, cũng bị. Cái này thì cũng được. Không có lợn. Ừ, cái thả nguyên cái này lên đi. Thả nguyên cái này lên cái này nè. Nó sẽ mau nguội. Để nguyên cái giấy lên nhỏ lên bên này. Để nguyên cái từ nhà tháo giấy á. Không, với lại cái mặt này thì mình cũng nghĩ chắc nó ok rồi. Nghĩ chắc ok rồi. Được rồi. Bây giờ mình bật ra, bật ngược nó vào. Đó. Đó. Mình giờ mình lột cái này ra mình bỏ. Nha. Lột ra bỏ. Đó. Đó, lột ra bỏ. Rồi. Bây giờ mình tém bớt cái này cho nó mềm dễ cuộn hơn. Cứng nha. Ở trong nó mới mềm hả? Ừ. Ngon. Rồi. Nó mới ra là. Bây giờ ở trong này bây giờ mình khứa. Khứa hơi hơi thôi biết không? Để lắp. Để cuộn cho nó dễ đó. Ừ. Nó không có bị gãy á. Khứa ít thôi chứ không phải khứa hết. Không, khứa cái đầu này thôi. Okay. Không cần khứa hết nhưng cái bánh. Bây giờ mình có hy vọng đúng là sợ nó hơi dính. À, nó nguội nó không có dính nè, hay ha, đó nó không có dính. Không có dính nè, thấy không? Thấy không, không có dính cho bạn nữa. Khi nào hành giấy dính đây là nó dính rồi. Thì là nước này không có dính. À, cho nó nằm đây cho nó có cái xếp tròn. Chút xíu nữa mình mới trở nó, lật nó ra mình mới trát kem vô. Thấy không? Cho nó định hình nha. À đó đó đó. Mình hơi bị trát một chút nha. Chỗ này nó ướt á. Nó bị chóc chút xíu. Nó bị chóc. Ồ là cô nó chóc cái mặt là gì đó. Chóc cái mặt là vậy đó. Cô không muốn chóc cái mặt. Biết không? Vậy mới đẹp. Đó, vậy đó. Thì là nó chóc mặt. Okay. Không muốn chóc cái mặt. Đây. Đó. Đẹp chưa? Đó. 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 Ok, chóc mặt. Thấy không? Chóc mặt là này nè, nó sẽ tuột nguyên cái lớp này đi. Cô không muốn nó tuột nguyên lớp này đi, nó còn cái lớp này nè. Giờ mình để cho nó. Nó còn cái xếp. Giờ một chút. Đó là xong một ổ. Lát mình chỉ việc bỏ kem vô chút nữa rồi tới cô sẽ bỏ kem vô. Nó nguội ra mình phải tháo ra nữa. Anh tháo ra nó vẫn còn cái nếp cuộn nó dễ. Vậy là ok lắm rồi, không có bị mừng, không có bị ấy. Ok. Mày chắc dục đi hả mày. Này chân muối cô mẹ mua đông lạnh. Đông lạnh. Mình muốn ok hả?
lát nữa mình cắt nó ra. Để có cái vỉ mình làm luôn. Cần cắt nhỏ nhỏ ra không ta? Chà bông nó hơi kìa. Cô sợ nó dài quá, cái hồi lắc mình cắt khoanh khoanh nó hơi khó thôi. Để mở cái tay cô được không? Coi có cần cắt không? Có cần cắt không? Lắp lên nè. Chỉ có cần cắt không? Chỉ cắt chút xíu đi. Cắt chút xíu đi ha. Cho nó đều hết. Đó. Để khi mình cắt ra nó khỏi bị dính. Bỏ thêm vô đi, mình cắt nguyên ổ này nè. Đó, cắt sợi sợi ra nè. Ở trên mặt thì mình không cần cắt, bên trong thì mình cần cắt. Ở chưa bốc đi em một cái. Dạ chưa? À, đẹp lắm rồi. Hôm qua cô quên, phải có đồ để đựng chứ. Không có đồ để đựng cái bánh này đâu được. Ngon thấy không? Ok. Đây, sốt. Đây, đổ múc. Rồi bây giờ mình mở cái này ra ha. Ở trong này nó nhiều. Để cho cô Nguyệt chét cái kem trứng muối. Sốt phô mai. Sốt phô mai trứng muối. Sốt phô mai trứng muối vô trong. Có đủ thân lát một cụm đâu có đủ. Rồi, phép cho nó đều ra. Mỏng thôi ha cô ha. Ừ, không cần vậy, tại vì cụm nó nhiều lớp. Tới đây thôi. Được chưa? Được, tới đây. Cho nó ra ngoài này nè. Này là không phải là pro. lâu lâu mở ra dập một lần. Ok chưa? Để cho mình học cũng phải có sáp. Rồi, được rồi. Cũng có một cái
chút xíu đó. Được chưa? Yeah. Đó. Kem vô. Kem vô. Dạ. Chắc mình bỏ vào cái bịch. Mình lấy ủa chứ cha nãy quên bỏ những trà bông vô. Để trên 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 trên. Ây da. Tháo ra cái sao thôi. Không sao đâu. Trời ơi, thợ kiểu này là chết rồi. Dính vào đây hả? Nó dính đây coi, khỏi đó. Khỏi được. Khỏi đó coi. Trời ơi, phải có trà bông ở trên đó. Khỏi đó, các cái trên đi. Ừ. Quên, thôi ổ sau. Ổ sau nhớ. Ổ sau nhớ. Này bây giờ trang trí vòng vòng đi nhá, cái trên. Ừ. Bây giờ mình phải lấy cái bịch đó để mình vẽ cái lằn trên đây đó. Chứ két nó không có đẹp được đâu. Lấy cái bọc xếp lắp bé ha cô, hay là lấy cái nào? Cô có cái cái bịch trang trí. Ừ. Bây giờ mình đánh kem để tinh mặt cream chi. Cái đó là một cái này là bao nhiêu? 8 ounce là 100 gram hả? Bao nhiêu? 226 gram, coi như 200 đi, ok. Ừ. Ok, thì bây giờ cô sẽ bỏ vô, coi như double 100 gram. Giờ cô bỏ vô 100ml sữa tươi với lại 100 heavy cream. 100 gram cream chi thì... 100 cream chi thì là 5, là 100 gram phô mai cream chi thì là 50ml. 50ml. Và 50 dạ. Heavy cream, dần 100. Ok, bây giờ milk. Milk cô lấy cái này đông cho nó lẹ. Làm chi cho nó ấy. Rồi, dập nó ra. Chăm heavy cream, chăm. Đánh bằng cái máy hả cô? Ờ, đánh máy luôn cho nó lẹ. Cho nó khỏi. Milk. Ok, heavy cream cô còn miếng, cô xài cho nó hết. À, heavy whipped cream. Có đường là 100, cô xài hết cái này luôn cho rồi. Em nhà cũng còn miếng á. Thấy chưa? Vậy là mix sữa 100ml sữa tươi, không đường và 100ml heavy cream. Heavy whipped cream đó. Cô nghĩ là phải có đường nữa đó, để cô coi. Cái đường với cô. Ừ, cô nghĩ có đường. Hạn khoan bỏ sữa hạn đánh đường nha. 15 gram đường. Nó không cần đường bột hay đường nào cũng được, nó cần 15 gram mình double lên là 130 gram. No, 30 gram mà chứ 30 gram thôi. Như cô có đường bột nên cô kiếm đường bột đây. 30 gram không có nhiều. 30 gram đó là một cái tablespoon đó là 15 gram. Thì cô bỏ hai, đi cô hạnh đánh đi. Cô bỏ 2 tablespoon. 2 muỗng cà. Ừ. Rất
hồi nãy cái muỗng này là nửa phải không? Nửa tablespoon giờ, 2 tablespoon. Một. Hai. Ba. Bốn. À, 2 tablespoon. Và khoảng... Mời cô. Thì đúng rồi. Ok. Đúng rồi. 100 gram là có 15 gram mà. 15 gram đường thôi. Nếu mà nó có kim chi nó mình như thế nào? Kim chi là ngọt thấy. Cái này nó đứng hơn gà bò. Gà bò nó mềm hơn. Việt Nam có phô mai đồng bò. Việt Nam giờ có hết mấy rồi rồi. Có hết rồi. Có hết rồi. Cái heavy cream này đó ở Việt Nam nó kêu là kem tươi. Như tưởng kem nó có kem tươi đúng. Ngon lắm đó. Là cái ván của sữa bò tươi ở trên nó ngon hơn này đúng. Nó một trắng vô cho nó ấy. À, trang trí nó dễ nữa. Nếu lát thấy lạc bỏ thêm miếng đường, miếng đường thế mà thấy lạc chút nó mình nếm. Ok, bây giờ là múc miếng miếng này. Giờ trang trí. Lát cô che, cô đi cái viện cô che cái trước này hả? Giống như cái ổ bánh à. Đó cái này đi nó không có bị chảy phải không? Ồ là cô để cái này vô trong hết rồi cô hay là sao? Ừ. Mình làm hai cái gì nè. Cho nên cô làm bánh cô làm vậy hay cô làm hai cái. Thành thử nó không có bị nó bị trào ra. Nó bị rớt ra, nó không trào ra. Không. Con đi một cái thành thử nó bị lấy bọc chip lock á thành thử nó bị trào ra. Ừ. Bây giờ mình đi cái này cho nó che. Ô bè. À, con thì con để vô bọc chip lock rồi con đi luôn. Thành thử nó bị kệ mình làm đỡ cái này dùm cho nó không cái này nó cứng nè. Giống như là trang trí một bánh sinh nhật vậy đó, hả? Mình có cần che hết cái mặt này không ta? Nếu mà kia mình quét hết lên cho em nha cô. Đủ không? Con quen xài là bánh con quen xài cái này hơn nè. Con xài cái này không được.
con xài cái này. Ồ vậy hả? À, con không có quen xài cái batch. Bây giờ cô làm hai cái đường ở trên này, ở chính giữa mình để cái kem kia. Đấy. Thấy không? Lát nữa chét cho cái này nó. Cô làm cái cháo thì để xem chút nữa anh tới. Đủ không ta? À, kem chia là đủ hai đường. Đi đường nhỏ nhỏ. Cô đi đường nhỏ nhỏ trên này. Đủ kem. Con múc thêm múc một cái. Rồi. Chính giữa này con múc cho cái bịch mới. Để giữa đây hả? Hay là giữa không, ở trên giữa này mình nếm cái màu vàng đó. Dạ, kem cũng đủ rồi. Tôi muốn làm gì? Chắc được rồi hả? Làm lặng đó. Để đây đi hả? Rồi bây giờ là cái màu vàng. Mình làm mình tỉ mỉ, mình đi từ từ chứ ở ngoài hàng nó đi sẹt sẹt sẹt, ngoài tiệm nó đi sẹt 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 sẹt. Đủ rồi ha, cho thêm lần ngoài này đi. Bây giờ là rắc trà bông trước phải không? Cái clip này của cái này. Cũng đẹp chán ha. Mình mà làm này mình bán chắc lỗ vốn. Tại vì mình spend time nhiều. Ở ngoài tiệm là người ta làm sạc 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 nó quét 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 quét. Kiên trời cũng đâu để nhiều vậy đâu cô. Bởi vì mình làm ăn chứ làm bán là làm ăn mà. Ăn mà mình cũng enjoy, mình chơi, mình enjoy cái việc cái trang trí này kể cho nó vui thôi. Bây giờ cô thấy là Hạnh cứ cắt phân nửa, cô sẽ kẽ một cái tròn ở đây rồi cái rắc rắc ngoài rồi cái tròn ở đây, không cần phải để tròn nhiều. Hạnh biết không? Để cái tròn đi, Hạnh sắc tròn nha cô. Hạnh sắc lắc cái nó sắc
sắc tròn, sắc dài á hả, sắc tròn cái mặt, cái mặt này nè, hiểu không? Ồ, lấy cái mặt tròn á hả? Ừ, cô lấy muốn mặt tròn á đó. Đó thì cô sẽ để, cô vừa để cái vụn vụn này, vừa để mấy cái tròn tròn này nữa, hiểu không? Để lấy cái muỗng cho nó dễ, cái này nó dính. Để rời rời ra. Để xa. Để xa xa ra. Đó. Ở đây mình không công nhận cái trứng muối này nó bột nó ngon chứ ha. À, 3 hay 4 gì? Cỡ 3 đi, cho nó đều nha. Trứng nó dẻo ghê á, ngon, trứng này được, nếu mà ấy mua là mua khỏi mất công làm. Có bán là nhìn khỏe. Ừ. Không thôi, đợi ngày xưa đâu ăn có cái này đâu. Phải đợi tới mấy tháng ngày xưa đâu có đâu. Làm trứng muối à hả, ngày xưa làm lâu trứng muối, bữa con ngâm cũng gần cả 2 tháng nó mới mặn, cái phần đỏ nó mới đỏ, nó mới cứng vậy á. Được chưa? Dạ. Thêm gì không? Được rồi, đẹp. Đủ chưa? Ngon được lành rồi. Chưa? Con Nguyệt. Trời ơi. Giống chị Thúy làm phải vừa ăn vừa ngon mà vừa đẹp. Vừa đẹp nữa. mình ngắm cái thành quả của mình, mình vui. Không, với lại tại cô là cô. Ăn ở ngon là được rồi, không cần đẹp. Nói đúng là tại cô thích cái gì trang trí, có một chút gì trang trí lên đó. Rồi. Nhìn, chắc cô cho cái màu, cái màu cái màu nâu để bên mình phớt ra luôn hả? Đủ không, chà bông đủ không? Đủ rồi. Ok cô. Làm sao nhớ để mặt này đẹp nè. Mặt này không có bị. Làm sao nhớ để chà bông vô. Cái ổ sau nhớ để chà bông vô. Được chưa? Ờ, và bây giờ đây là thành quả của hai cô cháu và Lập cameraman. cameraman. Đây, qua đây học cô Nguyệt chỉ cho cách làm bánh bông lan chà bông trứng muối. Dạ, yeah, bánh bông lan cuộn. Dạ. Yeah. Đẹp quá. Có ngon hay không? Ok. Có không? Hả? Cảm ơn mọi người đã xem hết vlog lần này với gia đình mình. Nếu mọi người thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký để không bỏ lỡ những vlog kế tiếp nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.